Hello, xin chào mọi người ạ. Em là Yến và hiện tại thì em đang là tổng đại lý phân phối dòng sản phẩm cốc nguyên sản này thứ cấp của công ty Minh Thảo GC tại Tân Kỳ, Nghệ An ạ. Và ngày hôm nay thì em Yến sẽ chia sẻ với mọi người về những cái lưu ý để chị em phụ nữ chúng ta biết đến những cái lưu ý này khi chúng ta sử dụng cốc nguyên sản nhé. Thì đây là cái sản phẩm cốc nguyên sản em thứ cấp mà bên Yến đang phân phối ạ. Và khi sử dụng, trong quá trình sử dụng cốc nguyên sản em thứ cấp này thì các chị em nên lưu ý những điều gì ạ? Đấy là 10 điều mà chị em phụ nữ chúng ta nên lưu ý khi sử dụng cái cốc nguyên sản em thứ cấp này. Thì lưu ý thứ nhất đấy là cốc nguyên sản em thứ cấp này thì chị em phụ nữ chúng ta chỉ nên sử dụng trong kỳ đèn đỏ nhé. Chỉ nên sử dụng trong kỳ đèn đỏ, và nếu hết kỳ đèn đỏ thì mình sẽ không sử dụng nữa. Thì đấy là lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai đó là cốc nguyên sản em thứ cấp này thì không có tác dụng tránh thai. Vì thế các chị em khi mình tránh thai thì mình không sẽ sử dụng các biện pháp khác. Chứ cốc nguyên sản này thì nó sẽ không có tác dụng tránh thai, vì thế là mình sẽ không sử dụng cốc trong trường hợp mình tránh thai. Tiếp theo thứ ba nữa đó là sản phẩm cốc nguyên sản em thứ cấp này thì mọi người nên để xa tầm tay của trẻ em để khỏi bị hỏng, khỏi bị hư hỏng cái sản phẩm tuyệt vời này của chị em chúng ta, đúng không ạ? Và điều thứ tư nữa đấy là cái sản phẩm cốc nguyên sản này thì mọi người nên luôn giữ cho cái sản phẩm này nó được sạch sẽ khô ráo, sạch sẽ khô ráo để không bị ẩm mốc, không có vi khuẩn xâm nhập và sinh sống trên bề mặt của cốc thì nó sẽ an toàn hơn. Và điều thứ năm nữa đấy là cốc nguyên sản em thứ cấp này khi chúng ta sử dụng xong rồi thì mình nên bảo quản đấy ạ. Mình nên bảo quản nó ở trong cái cốc tiệt trùng này thì để đấy ạ. Mình nên bảo quản ở trong cốc tiệt trùng này thì cái cốc của mình nó sẽ được an toàn, không bị sứa, không bị hỏng. Thì đấy là điều thứ năm. Thứ sáu nữa đấy là chị em phụ nữ chúng ta sẽ không sử dụng cốc nguyên sản trong trường hợp là cốc nó bị sứa. Trong trường hợp cốc nguyên sản này nó đã bị sứa, bị thủng hoặc có dấu hiệu hỏng rồi thì mình sẽ không sử dụng nữa. Và tiếp theo thứ bảy nữa đó là chị em phụ nữ chúng ta sẽ dùng cái cốc nguyên sản này, mình sẽ thay 2 lần, ít nhất là 2 lần trong một ngày. Khi kỳ đèn đỏ đến thì mình thay ít nhất là 2 lần trong một ngày, mình nó sẽ đảm bảo cái độ vệ sinh và an toàn hơn. Tiếp theo thứ tám nữa thì cốc nguyên sản em thứ cấp này thì mình sẽ không sử dụng trong khi quan hệ tình dục. Trong khi quan hệ tình dục thì mình sẽ không sử dụng cái cốc nguyên sản này. Và thứ chín nữa đó là cái cốc nguyên sản này thì khi sử dụng chị em phụ nữ chúng ta sử dụng thì mình sẽ khi đi vệ sinh, đi tiểu thì mình sẽ không cần phải tháo cái cốc ra, mình vẫn để ở trong âm đạo của mình, không ảnh hưởng gì cả, mình không cần phải tháo cốc ra. Thứ 10 nữa đó là khi sử dụng cốc nguyên sản này thì mình có thể kết hợp với nước rửa cốc, đó là nước rửa chuyên dụng của nó là MTWatt, thì để sẽ đảm bảo được cái độ sạch cho cốc, cái độ sạch cho cốc, và đảm bảo nó sẽ khử được mùi hôi tanh ở cốc, và đảm bảo cái tuổi thọ của cốc nó sẽ được tăng cao hơn. Thì đấy là 10 cái lưu ý mà trong quá trình sử dụng cốc nguyên sản này thì các chị em nên nên quan tâm và nên biết những cái lưu ý này để mình sử dụng cốc nó được an toàn và thoải mái, và đảm bảo cái độ thoải mái và đảm bảo cái độ thoải mái và an toàn đối với chị em phụ nữ chúng ta, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Yến. Và nếu mọi người quan tâm hoặc là đang còn muốn tìm hiểu đến cái sản phẩm cốc nguyên sản em thứ cấp này thì mọi người có thể là gọi điện cho Yến theo số điện thoại 0978485910, hoặc là mọi người có thể kích xuống đường link phía dưới về trang Facebook của Yến là Yến Tân An, thì Yến sẽ tư vấn kỹ cho mọi người về cái sản phẩm này, và Yến sẽ gửi tặng mọi người những cái tài liệu mà Yến làm được. Và mọi người khi sử dụng cái sản phẩm cốc nguyên sản em thứ cấp này bên Yến thì Yến đảm bảo rằng mọi người sở hữu cái sản phẩm bên Yến thì mọi người sẽ nhận được những món quà rất là đặc biệt. Vâng, và mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Yến Nguyễn để theo dõi nhiều video tiếp theo của Yến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ạ.